Đường đi vào chùa Linh Phước có cái cổng nhỏ hình Phật Di Lặc như thế này nè, nhà mình để ý nha. Và đây cũng là cổng chính để đi vào chùa Linh Phước. Hello, chào cả nhà mình, Phương Hoa đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ mình đang có mặt tại chùa Dây Chai đây nhà mình ơi. Chùa này có tên gọi là chùa Linh Phước tại Đà Lạt nha. Và nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Nơi đây thì có xe du lịch đi ra đi vào thường xuyên lắm, cho nên mình đứng ở đường chính này rất là bất tiện nha mọi người. Và sau đây thì Hoa xin phép đi vào bên trong và tham quan khu vực này và quay lại quan cảnh ngày hôm nay. Những gì Phương Hoa đi trải nghiệm và du lịch thì sẽ gửi đến cho mọi người. Hãy cùng đi du lịch qua màn ảnh nhỏ của mình nhé, gia đình mình ơi. Sau đây chúng ta hãy cùng giải mã bí ẩn cái tên chùa Ve Chai của chùa Linh Phước nhé. Đến với du lịch Đà Lạt thì không những có khách trong nước đâu, mà còn có những vị khách ngoài nước nữa nghe nhà mình. Những vị khách nước ngoài đến đây cũng rất là nhiều, tại vì ngôi chùa này rất là ấn tượng, có tên gọi từ rất lâu đời gọi là chùa Ve Chai. Thì đây các bạn hãy nhìn thấy đây, từ những vật liệu làm nên chúng là những mảnh gốm sành sứ các kiểu luôn, tô chén dĩa gì đó cũng hình thành. Cho nên từ rất là lâu đời, người dân địa phương ở đây gọi là chùa Ve Chai. Và nơi đây cũng là một nơi thờ cúng linh thiêng mà dân địa phương hay là tất cả người dân ở xứ khác đến đều muốn ghé qua để đi chùa cầu an cho gia đình và cầu bình yên, những điều mong ước. Từ phía ngoài vào thì đã có rất là nhiều thần giữ cổng, rồng phụng cũng chạm chỗ bằng các mảnh sành sứ. Con sư tử đây, các bạn có để ý được, đây là những cái mảnh tô chén mà vật liệu rất là gần gũi với gia đình mình không nè. Cái này cũng là một loại ly bằng thủy tinh nè, tô chén dĩa sành sứ chạm chỗ rất là đẹp mắt, đủ màu sắc nha. Và ngôi chùa này có khuôn viên rất là rộng, mình sẽ đi bộ đến từng nơi để tham quan. Người khách du lịch nước ngoài cũng rất là tò mò và khá thú vị khi khám phá điểm du lịch tâm linh ở nơi đây. Chùa Linh Phước có cái tên rất đổi là thân thương, đó là chùa Ve Chai. Sở dĩ có cái tên gọi ấy là vì ngôi chùa được khảm bằng hàng triệu mảnh vỏ chai, chén bát, sành sứ đủ màu sắc. Thật ra, về các chùa mà khảm đính ve chai không thiếu, nhưng chùa Linh Phước là chùa Ve Chai vẫn là quy mô lớn nhất và đặc biệt ấn tượng nhất. Bên đây là mẹ Quan Âm cùng với hai vị thần ở cổng. Khách du lịch đến đây rất là đông này nhà mình. Ở bên trên có một tòa tháp rất là cao. Rồi bên đây là tượng Phật Mẹ Quan Âm được kết bằng hoa bất tử nhà mình. Này là du khách người nước ngoài á, hình như là người Hàn Quốc. Ở đây có một cái tiệm cà phê giải khát có tên gọi rất là tâm linh nha quý vị, quán Vô Ưu. Trong đây có tất cả gian hàng quà lưu niệm nè, cái đặc sản của Đà Lạt, đường, gạo, bánh mứt các kiểu luôn.
đây là lối xuống tầng hầm bảo tàng cổ vật gỗ đá phong thủy và 18 tầng địa ngục. Ở đây mọi ngóc ngách của ngôi chùa này, những bức tường đều cẩn đá, cẩn những hoa văn thật là đặc sắc. Mình sẽ đi xuống lên núi. Go go. Mình đi xuống tầng hầm. Tham quan khu cổ vật và địa ngục. Wow, ở đây có mấy cái bàn đá màu hồng đẹp quá vậy nè. Xin miễn ngồi, cảm ơn. Tác phẩm bộ bàn hồng ngọc trị giá 200 triệu. Wow. Bộ bàn hồng ngọc này có giá trị là 200 triệu. Thật là bộ bàn dành cho quý sở tộc. Wow. Món linh vật này có giá là 31 triệu nha mình. Ở đây những cái linh vật nào đó hay là những món cổ vật nào đó cũng sẽ để giá trị công khai. Tại vì đây là phòng trưng bày bày bán nha mình. Đây bộ bàn khảm trai với giá 85 triệu. Vật liệu bằng gỗ mộc. Đây là bảo tàng người ta trưng bày và bán những tác phẩm này nha mình. Đây là nguyên bộ bàn ghế nha. Nguyên bộ bàn ghế bằng khảm trai với trị giá là 85 triệu. Chiếc giường này là một tác phẩm bằng gỗ sao với trị giá là 450 triệu. Quá đẹp, quá sang trọng luôn nha mình ơi. Có giá trị này 450 triệu đồng. Có lẽ số điện thoại của chủ nhân của món đồ vật này luôn. Bách Nhi Ngũ Phúc. Tác phẩm này được gọi là Bách Nhi Ngũ Phúc. Ở đây có họ khắc hoa văn bằng những tượng Phật này nhìn mình. Phật Di Lặc này. Trị giá 500 triệu. Tác phẩm tượng gỗ sao trị giá 500 triệu. Và tác phẩm này có tên gọi là Bách Nhi Ngũ Phúc, được chạm chỗ điêu khắc tượng khổ, tượng gỗ Di Lặc. Khu này rộng lớn, mình tham quan biết chừng nào mới xong luôn ấy. Và hình như là có lẽ là sắp đến giờ giới nghiêm thì phải. Ở đây 5 giờ chiều người ta sẽ đóng cửa nha mình. Mình cũng tranh thủ đi thôi chứ không có nán lại để quay cặn kẽ từng món cho người mình xem được rồi. Tác phẩm bộ bàn ngọc thạch 220 triệu. Bộ bàn ngọc thạch quá là đẹp luôn. Toát lên vẻ viết sụp. Quý sợ tập.
Nào chúng ta hãy cùng khám phá 18 tầng địa ngục của chùa Linh Phước. Đặc biệt hơn cả, khu vực tham quan 18 tầng địa ngục ngay bên trong chùa Linh Phước là điểm rất đông và thu hút du khách đến đây. Tại đây, chùa sẽ giải thích, nói về những nghiệp báo nhân quả và sự hiếu thảo của cuộc sống nhằm hướng con người trở nên thiện lành hơn. Đây là địa ngục Linh Phước, có tên là Nhân Quan. Tôn giả của tiền niên kỳ phải phải ủng hạn người. Người nhất của người đang nghe bị bắt lỗi, người bị bắt lỗi chán, kẻ bị chặt lỗi trong quan nhiệm bộ lây ra hoặc sự vô hồn lập và lập đám. Người khi sống ngang lên sầu trán, bị bắn hại người, đổ dối lương giả, bóng ấm hậu nghĩa, tự đặt nghe ra, vô bác của người. Thank you.
ngọn núi này khi còn là người tài thế, lãng phí lương thực và đạp ngựa tốt, nhưng thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà người lại dậm đạp lên, hoặc không thức ăn nên chỉ nhón vài đũa rồi chết vứt. Sau khi chết sẽ bị đẩy vào cõi để già. Người kia ăn cơm mà buông miệng văn tục chửi rủa, khi chết cũng sẽ rơi vào địa ngục. Đây là địa ngục thứ 10 có tên là cung tử ngục. Trong ngục này quỷ đói lang thang, đầu to bụng rộng, có hạng quỷ nhỏ còn lớn to như trống, hình thù xấu xí kinh dị vô cùng. Lối thoát mà lửa cứ cháy trong ngục, chúng phước ra ngục. Ở trong nơi đây, cảnh tá hề nặng mấy ngàn đời. Khi tội nhân đi vào ngục, hai núi khép lại, thân thể lép dẹp, đau đớn hải hùng. Còn bắt tội nhân lên tảng đá lớn bằng bằng, là ngùng gọn cái nỗi Thank you.
là khủng khiếp. Vừa rồi mình ở 18 tầng địa ngục mới vừa đi ra nhà mình. Cảm giác là không có sợ ma quỷ gì chỗ lắm, nhưng mà những cái tiếng nhạc, những tiếng hiệu ứng ấy lồng vào rất là to, rồi nghe có vẻ như rùng rợn ấy, như đi đang có phim trong rạp cinema mà mình nghe cái hiệu ứng rất là sợ. Giờ đây thì mình sẽ tiếp tục đi tham quan những khu khác. Trời sắp về chiều rồi, thì khu này 5 giờ họ sẽ đóng cửa, cho nên mình tranh thủ đi hết khu này trước 5 giờ. Nơi này được gọi là khu rừng thiêng. Trong đây người ta đang mô phỏng lại câu chuyện của Phật Thích Ca lúc mà còn tu tại gốc Bồ Đề để tìm chân lý và giác ngộ, và sự hình thành trong quá trình tu tập rất là khổ hạnh. Khu vực này là nội điện của chùa Linh Phước, khung cảnh đẹp uy nghi với 324 bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát to nhất làm bằng bê tông cốt thép, được ghi nhận lớn nhất tại Việt Nam. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở chùa Linh Phước làm bằng 650.000 hoa bất tử với chiều cao 17m, nặng 3 tấn bởi 30 nghệ nhân và 600 Phật tử kết thành tượng trong 36 ngày. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nhà mình ơi. Ở tại đây khu chùa Ve Chai gọi là chùa Linh Phước, vào lúc 5 giờ chiều là sẽ đóng cửa, cho nên sẽ chào tạm biệt tất cả khách tham quan và đóng cửa lại ở khu này.
Tối đêm nay mình sẽ di chuyển đến một địa điểm khác tại Đà Lạt và tiếp tục cuộc hành trình thế nào. Cả nhà hãy đăng ký kênh của mình và cùng bình luận để chúng ta cùng làm quen nhau nhé cả nhà mình ơi. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào video sau.